Theo đây cây mã số X2 nha anh em. Đó, cây mai giảo hạt. Sống khỏe thường chậu ha. Bông cũng khá đẹp mà nó rụng hết rồi anh em ơi. Ha, cây này sống khỏe thường chậu anh em. Về vô chậu khác chơi thôi anh em ơi. Đó. Rồi, đâu hoành đi. Đế cũng tương đối khá này. Đâu hoành này. Hoành ngay vị trí đó là 36 anh em. 36 chiều cao. Chiều cao tầm 1,5 m anh em ơi. Chiều cao tầm 1,5 m. Rồi anh quay sơ cái. Đế khá là đẹp. Quay sơ cái. Ở đây có cái sẹo chỗ này nghe nè. Đế dữ lắm, đế chỗ này nghe. Rồi, cây mã số X2. Rồi, cái này giao lưu với anh em 2,5 triệu thôi anh em ơi. Bao ship tặng nhà luôn ha. 2,5 triệu. Theo, cây mã số X3 nghe nè. Cũng mai giấu hạt sống khỏe thường chậu ha. Cái này mấy cái lá vàng vàng này là em chở ngoài nắng nha anh em. Nó háp lá non rồi, nó háp lá nha anh em. Anh em về lặt lá bỏ không sao chứ ha anh em. Này thì báo cho anh em biết trước. Đó, tại lá non chạy ngoài nắng á. Chở xe tải ngoài nắng anh em, cái nó háp. Cây sống khỏe thường chậu rồi. Anh em về vô cái chậu rồi chơi thôi. Đợi đâm đọt lại anh em tỉa tàn bớt ra ha anh em. Tỉa lại, bấm đọt lại. Để nó ra tàn dữ lại thêm. Cây này cũng khá là đẹp nha anh em. Cốt cành khá là dữ đó. Rồi, đâu hoành đi. Hoành 26. 26 hoành. Chiều cao. Cao cũng tầm 1,5 m à. Chiều cao 1,5 m anh em ơi. Rồi quay sơ cái. Rồi, cây mã số X3 ha anh em. Rồi, cây này giao lưu với anh em cũng 2,5 triệu anh em ơi. Bao ship tận nhà luôn. 2,5 triệu. Rồi, tiếp theo, cây mã số X4. Ồ, khoan khoan. Cây bông đẹp rất đẹp nè anh em coi nè. 3, 6, 7 cánh ha. Đó, bông rất là đẹp. Rồi, đó, cốt cành rất là đẹp nha anh em. Rồi, đâu hành dưới đây, tổng hành. Nè. Cái củ dưới chưa đo, dưới, đo dưới. Ừ. Nên như 27, rồi đo trên này chứ. Đây, cây dưới này, đế dưới này chưa bư nè anh em, cũng đế nè anh em. Đó, trên này 19. Trên 19 rồi, thấy ta. Đó, anh em có đế nè ha. Này chưa có bư á anh em ơi. Đó nè, đế nhóc trơn. Rồi. Rồi cây mã số X4. Quay chơi cái. Rồi cây này giao lưu với anh em 1,7 triệu thôi anh em ơi. Để rẻ thôi, 1,7 triệu. Bao ship tặng nhà ha. Rồi, đây cũng là cây cuối cùng của clip nha anh em. Xin chào anh em ha. Hẹn gặp lại anh em clip sau nha.